Hai, chào bạn em. Thì mình đây vẫn là chiếc áo áo cũ. Thì clip hôm nay mình sẽ làm là có nhiều bạn kêu mình chỉ cách bảo bảo quản lá, rồi làm sao mà cho lá nó không bị con này con kia ăn. Thì hôm nay mình sẽ làm clip. Nói chung mình thì kinh nghiệm làm lá thì mình có, nhưng mà bán lá mình không có đâu. Mà bảo quản thì mình chơi nhiều nên mình bảo quản được, mình làm mình sưu tầm mà bảo quản được thì nó không có bị con gì ăn ha. Nên mình sẽ kể cho các bạn, bạn nào chơi nó cay á thì làm như mình. Đấy. Đây. Đây là hai cây lá nhãn bữa nữa bạn. Cái này là cây lá mà có màu đẹp nè, nó sầu đo. Thì hôm nay mình sẽ làm ba cây lá này. Đó. Nguyên liệu thì chỉ là nhớt thôi, nhớt mình thay trong xe ra, hay là nhớt mới, nhớt gì yêu cầu nhớt là được rồi. Không ấy thì dầu hôi cũng được, mà dầu hôi thì nó hôi lắm, nhớt đi cho nó bôi bóng nữa. Thì mình sẽ lấy dơ dẻ này mình trét nhớt, lau nhớt nó rồi. Ok, lau nhớt xong bạn đem phơi cho nó khô, rồi coi chỗ nào mà tôm nhớt ra bạn lấy giấy lau tiếp, lau chừng nào nó thật khô. Rồi bạn lấy dẻ mà dẻ cái khăn đó bạn chùi là bóng dữ lắm. Đây, giờ thì không nói nữa, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Ok. Thì đầu tiên thì mình sẽ rót nhớt ra cái nắp này đi. Đó. Nè, nhớt các bạn. Nhớt là nhớt thay trong xe ra, mình nó đen thôi. Rồi. Lấy dẻ. Bạn nhúng vô nhớt nè. Đó. Nhúng nhớt các bạn lau. Không, lau lên là bóng lên liền hết chưa. Đó. Còn cái đầu này nhúng vô đây luôn. Đó. Mấy cái đầu của bạn nhúng vô cho nó rút nhớt vô. Rồi lau. Cứ nhúng nhớt lau. Đảo này thì hơi dơ tí nha. Nhưng mà được cái là rút nhớt vô cái cây á. Không có gì ăn ha. Dạ. Dơ mẹ cái nền. Rồi vô siêu mẫu chửi nữa. Mẫu hậu. Mấy cái này. Mục đích nhúng là cho anh rút nhớt vô nè, để hành là rút nhớt vô tại ná hàng khô. Thấy không, lau nhớt còn bóng không, cứ lau cái gì lau lau cho thấm nhớt vô. Xong rồi bạn đem phơi nha, nhớ đem phơi nó ngang chứ không có để gì đâu nha. Phơi cho anh rút nhớt vô á, cứ định kỳ các bạn, cứ một tháng hai tháng bạn lau một lần. Mấy cái nào mà mấy bạn bảo quản á, không có chơi tới á, còn mấy cây bạn chơi thường xuyên thì cứ chơi đi, không có sao đâu, chơi thường xuyên là nó không có ấy, nó không có bị hư. Còn bảo quản á, như là mình thích mình để mình không bắn á, tiếc của á, như mình thì để nó mối mọt đồ nắm móc rồi lâu vậy thì không có đó, không bóng lên liền như bóng ngần thôi nha. Đó, một cây tới cái này, nói chung hiểm nó đơn giản lắm rồi, tại bạn kỹ kỹ miếng là được rồi. Mình thì mình sưu tầm, kiếm một bộ sưu tập mà, cho nên mình phải làm bảo quản cho thật kỹ cho nó không hư. Hai này là hai cây lá nhãn, còn kia là cây lá tam đệ, lá sầu lo đấy. Đó, nhúng chân vô lao, nhúng đầu vô lao, rồi một nắp nhớt là lao còn một chục cây, nhưng mà lao nhau, lao nhiều lần nhiều cây khác nhau. Đó, bóng nó này nha. Rồi chuẩn bị đem phơi, tiếp tục là cây này, nhúng cái đầu vào trước đi, bứt nhớt. Rồi lao lên bóng đã rồi, bóng ngà luôn. Lau vô là nhớt, mà bạn biết nhớt rồi nó chống mối mọt đồ. Thường ta làm nhà là mấy cây rồi ta cũng ưa trét nhớt, không có mối không có mọt ăn rồi trét đây rồi nó không có nắm mốc nữa, tại vì nó nhớt nó
làm như nó có cái chất gì á, mình cũng không biết nữa. Cứ thấy người ta rét vô cây thì mình cứ lấy mình rét thôi. Bóng quá trời bóng luôn không? Chắc nhớ nó đơn giản lắm mọi người, tại mà mình bạn thấy vậy các bạn kêu mình làm, mình làm sẵn làm quay clip cho bạn coi luôn, chia sẻ kinh nghiệm rồi đó. Đó. Bóng luôn. Này mà bạn lau thì nhiều lần là nó đen thui luôn, đen mông luôn á. Được. Giờ thì lau xong rồi bạn đem phân, đem giục lúc nhà cái gì mà nhớ giục ngày hay ngày đem xuống nha. Đó. Còn không ấy thì treo lên. Mà này các bạn để khỏi phơi cũng được nữa, tại vì cái lá mình khô mình tự rút vô luôn. Lau với ít thôi, đừng lau ướt quá nha, lau ướt quá là tôm ra ngược ra đó. Nó tôm nhớt ngược ở trong ra. Đó, nghe không? Bóng lên rất là bóng luôn á. Nó không có ướt nữa. Nè, tay mình nè. Không, nó không, nó rút vô rồi, nó bóng, nó không có ướt nữa. Như vậy là phơi nhẹ một ngày là đem cắt. Còn hả mà các bạn phơi mà để bắn á, là phơi cho nó rút vô, lấy giải, lau khô, cột thùng và bắn. Đó, ok. Đó, bây giờ mình đem phơi thôi. Đem bỏ ngay chậu cây sứ đó. Để cặp đây, cặp vách đi, nắng chịu gọi cho này. Ba cây. Ok, phơi ở đây được. Phơi ở đây là chiều, nãy giờ là 11 giờ mấy. Phơi tới 4 giờ chiều lấy vô là được rồi. Ba cây bỏ đó phơi. Thì cái clip mà mình chỉ clip này là bạn mình chỉ các bạn cách ha. Không chung là chỉ nữa. Này cũng nói ra là các bạn biết là bạn tự làm thôi, nhưng mà mình sẵn mình làm á. Mình chét nhét cho ba cây đó đó, mình quay clip mình cho bạn xem luôn. Lại nói một chút kinh nghiệm thôi chứ cái này mình test ít như là phơi chừng một buổi chiều thôi, một buổi chiều là đem vô. Còn mà các bạn cột khung bắn á, phơi nhẹ lấy khăn lau rồi cột khung vô bắn, đảm bảo rất bền, không gì ăn luôn. Bạn lau chừng ba bốn lần á, lau cái này ba bốn lần thôi, bỏ tủ cắt là quanh năm suốt tháng luôn. Nó bóng mà nó như là mối mọt không ăn rồi nấm mốc mà không có nổi. Còn bạn không lau thì bạn để có độ ẩm á là nó sẽ nổi mốc lên đó, nổi mốc lên nó mấy cái mốc, mấy mốc trắng trắng đó, nó sẽ ăn vô mấy cái cây đó, làm cho cây bạn mục từ từ. Còn rét nhớt là nó không có mục. Thì clip này thì chỉ chia sẻ như đó thôi. Mình sẽ mốt mình sẽ tha một lần tổng thể tất cả các lá mình luôn, quay cho bạn coi. Tại có cái ba cái này mình chưa tha nên mình mới tha, mình quay cho bạn coi thôi. Thì clip hôm nay chỉ tới đây thôi. Chào bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye.